Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19, mọi người được khuyến cáo nên giữ khoảng cách với người đối diện. Tuy nhiên, một số người cũng đặt ra lo ngại khác, đó chính là việc liệu mũi đốt F0 sau đó đốt người khác thì có thể lây truyền virus hay không. Về vấn đề này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Phản ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam đã đưa ra giải pháp. Cụ thể thì ông Phu cho biết, mũi vằn là một loại côn trùng lây nhiễm gây bệnh sốt xuất huyết cho người. Trong đó thì COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, tuy cùng là một bệnh truyền nhiễm, nhưng cách thức lây truyền của mỗi loại là khác nhau. Nếu như bệnh sốt xuất huyết lây qua đường máu với vật trung gian là mũi mang virus, thì COVID-19 lại lây qua đường hô hấp. Từ những phân tích này thì vị chuyên gia khẳng định như sau, mũi đốt không lây COVID-19 vì COVID-19 chỉ lây qua đường hô hấp, không lây qua đường máu. Đồng thời thì ông Phu cũng nhấn mạnh thêm, đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy mũi làm lây lan COVID-19. Mặc dù vậy thì để ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác, bà con vẫn cần chú ý áp dụng các biện pháp tránh mũi như dùng kem chống mũi, mắc màn khi đi ngủ, giữ gìn sạch sẽ khu vực sinh sống của mình, phát quang bụi rậm và không để nước đọng lâu, tạo môi trường cho mũi sinh sôi.